Kính thưa quý vị, hôm nay tiếp theo á, cái phần tiếp theo chúng ta sẽ cố gắng giảng giải cho quý vị dựa theo chú giải của bài kinh Niệm Xứ ha. Sẽ cố gắng cho giảng cho quý vị để quý vị cái phần còn lại, tức là từng vừa rồi thì sư đã giảng giải cho quý vị là giống như là thế nào là con đường duy nhất nè. Đó. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất hay là duy nhất đó, đó. Đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Thì đây chi tiết này rất là quan trọng thưa quý vị, mà nhiều khi mình lỡ bỏ qua, mình không học kỹ á, thì nó đem lại cái sự bất lợi cho mình đó. Vì biết tại sao? Tại vì vì biết thời nay sử dụng cái từ gọi là ma trận tâm linh thưa quý vị, ma trận tâm linh. Tại sao sử dụng từ này nghe nó có vẻ nó hơi phù phiếm. Thật sự là thưa quý vị, có nghĩa là tại sao ma trận tâm linh? Tại vì vốn dĩ là bây giờ có rất nhiều dòng thiền thưa quý vị, rất nhiều dòng thiền mà ai cũng nói là thiền Đức Phật dạy chứ. Đó. Nghe thậm chí là nghe cái tên rất là thuần luôn á, thuần kinh tạng luôn á, thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ như vậy đó. Nhưng mà khi mà cái nội dung mà mình nó nghe họ giảng thì nó không phải theo đúng tinh thần chánh kinh và chú giải chính thống thưa quý vị. Mà họ dạy, họ đem cái những cái tư tưởng giống như họ gọi là, dùng cái từ cho nó dân giả dễ hiểu, mà gọi là thêm mắm giảm muối đó. Cho nên tại sao mà sư lại nhấn mạnh những cái câu, những cái từ mà trong chánh tạng nè, mà mình phải đối chiếu chú giải đó, để khi mình xem chú giải chính thống đó, là giải thích cái từ đó như thế nào, để khi mình nhớ được những từ đó đó, rồi mai này mình có thể mình đi học dòng thiền, các dòng thiền khác mà các bậc đạo sư họ chỉ như vậy đó, thì mình đối chiếu được, mình đối chiếu đôi đây có đúng rồi Phật dạy không, hay là cái vị này đang nói theo ý kiến, đang suy diễn theo cái tư kiến của mình, theo cái sự hiểu biết phàm phu của mình đó. Thì trước khi bước qua cái phần mà kế tiếp sư giải thích thêm cho quý vị đó, là thế nào cái nghĩa thanh tịnh, phần mà con được đọc nhất nè, và thanh tịnh nè cho chúng sanh nè, thì tôi đã giải cái tuần trước rồi, nhưng mà mình sẽ ôn lại không, ôn lại tại cái vấn đề mà con được đọc nhất á, hay là thanh tịnh chúng sanh rất là quan trọng thưa quý vị. Mình sẽ ôn lại. Hôm nay là tôi sẽ cố gắng giải thích cái đoạn còn lại cho quý vị trong buổi hôm nay, tức là thế nào là gọi là vượt khỏi sầu não nè, không, rồi thế nào là diệt trừ khổ u nè, rồi thế nào là thành đủ chánh trí nè, rồi thế nào là chứng ngộ niết bàn. Cái này cực kỳ quan trọng thưa quý vị, chứng ngộ niết bàn kỳ quan trọng. Mà bây giờ á, nói thiệt quý vị, cái thuật ngữ mình niết bàn này nè, sư thấy là nhiều bậc đạo sư lạm dụng cái thuật ngữ mình niết bàn này nè, không phải nói mà nặng, thật sự là nó mang hướng gọi là phỉ báng Đức Thế Tôn rất nhiều. Tại vốn dĩ Đức Thế Tôn không có định nghĩa, không có nói như vậy, mà mình lại nói Thế Tôn nói như vậy, đó là phỉ báng. Cái điều này không phải sư nói nghe, mà ở trong Tăng Chi có nói rất là rõ. Đó cho nên là cái bài học hôm nay chúng ta tuy là ngắn, có nghĩa là sư sẽ chỉ giải thích cho quý vị là thế nào là vượt khỏi sầu u não, không, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, tuy mình thấy ngắn nhưng mà cực kỳ quan trọng thưa quý vị. Khi mà quý vị nắm được chắc bốn cái điều này nè, xin thưa, thì trong tương lai quý vị có thể gọi là tạm gọi có thể đủ tự tin là mình đang học phương pháp tứ niệm xứ của một vị thầy đó. Ở đây thì thẳng vị thầy đó có nghĩa là mặc dù là mình nói ở bên Myanmar, bên Thái Lan, bên Tích Lan rồi đó, thì mình có đủ tự tin là mình xem cái vị đó có dạy đúng theo lời Đức Phật không. Thì một lần nữa trước khi bước vào cái bài học chính thức á, sư muốn ôn lại cho quý vị, ôn lại một lần nữa, mà thí dụ khi mình học tứ niệm xứ á, không, cái kinh tứ niệm xứ xong mà có ai hỏi mình á, là cái ở đây Đức Thế Tôn nói là gì, đây là con đường độc nhất, không, đây là con đường độc nhất, thì ít nhất mình phải biết cho sư, giúp sư bốn cái gạch đầu dòng nha. Có nghĩa con đường độc nhất á, là ý nghĩa là gì? Nói chung chỉ cần hiểu ngắn gọn thôi. Mặc dù ở trong chú giải á, nói á, là con đường độc nhất có bốn ý nghĩa nè, rất là dài, hơi dài thôi quý vị. Và cũng dùng những từ thuật ngữ nó hơi khó hiểu, nhưng mà sư sẽ cô đọng với quý vị để quý vị nắm rõ. Ví dụ mà mình học xong tứ niệm xứ nè, mà ai hỏi mình, ở con đường độc nhất, hỏi con đường độc nhất là gì? Mình nói có bốn ý nghĩa. Thì ý nghĩa thứ nhất là gì? Nhớ ngắn gọn thôi. Gọi là con đường duy nhất hay độc nhất nó có bốn ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là gì? Là chỉ có một vị Phật chánh đẳng chánh giác mới thuyết giảng điều này, là cái thứ nhất. Đó. Cái thứ hai là
gọi là duy nhất á, thì là do là chỉ có trong Phật giáo thôi. Ừ, chỉ trong Phật giáo thôi. Gọi là duy nhất á, cái thứ ba là chỉ có một hướng thôi, một hướng duy nhất thôi. Không có ngã rẽ nha, không có ngã rẽ. Đó quan trọng á. Cái này kỳ quan trọng hơn với ngã rẽ. Đó. Bây giờ mà ai nói là không thực hành tứ niệm xứ, chỉ cần học vi diệu pháp thôi, cần học kinh thôi, hay thậm chí chỉ học học luật thôi là có thể gì coi là có thể giống như là có thể là thành tựu niết bàn này. Đó cho nên quý vị phải hiểu rõ nha. Còn ai nói là thậm chí ai nói là thôi không cần thực hành giới đâu, cần định với tuệ thôi à. Đó. Không cần không nhất thiết tứ niệm xứ đâu, tu mấy cái khác nữa. Ví dụ 37 phẩm trà đạo mà tu 36 thôi. Không, tu 35 thôi cũng được. Là cái đó là sai hoàn toàn nha, quan trọng. Có ý nghĩa thứ ba là chỉ có một hướng, không có ngã rẽ. Đó, ai muốn thành bậc thánh là phải đi trên cái con đường này. Và cuối cùng đó là con ý nghĩa cuối cùng là gì? Là chỉ có một mình đi thôi. À, chỉ có một mình thực hành đó, mình đem lợi lạc cho mình thôi. Chứ không phải một người mà thực hành tứ niệm xứ xong. Rồi cái người này nè, có thể giúp cái điều đó nắm tay đi đến niết bàn. Đó, cho nên mình nhớ nữa. Một lần nữa sẽ nhắc lại. Này mình ôn lại kỹ giùm sư nha. Thứ nhất, chỉ có vị chánh đẳng chánh giác mới thuyết giảng. Thứ hai, chỉ có trong Phật giáo. Thứ ba, chỉ có một hướng không có ngã rẽ. Thứ tư, chỉ có một mình đi. Đó, ôn lại cái vấn mình ôn lại nè. Và ở đây là có một cái điểm rất là quan trọng là con đường duy nhất này á, cái con đường tứ niệm xứ nè. Cái điểm khởi đầu á, quý vị nhớ rõ nha, cái điểm khởi đầu á là tứ niệm xứ. Bắt buộc khởi đầu là tứ niệm xứ. Chứ mình đừng có nói là không cần tu tứ niệm xứ đâu, tu những cái trước như tu thất giác chi, tứ như túc á. Cái này là sai nha. Đó. Rồi nhớ giúp sư cái này nữa. Con đường duy nhất này có điểm khởi đầu là tứ niệm xứ. Đoạn giữa là tứ chánh cần, tứ như y túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi. Và đoạn cuối là bát chánh đạo. Đó, đó là trong tinh thần chú giải nói như vậy. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài mới. Thì hôm bữa sư có giải thích cho quý vị về cái từ mà gọi là thanh tịnh đó, thanh tịnh đó, thanh tịnh chúng sanh đó. Thì hôm nay sư sẽ giải thích rõ thêm cái từ mà gọi là sự thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Tại sao ngài lại thuyết về cái sự thanh tịnh mà của tất cả chúng sanh? Vì tất cả chúng sanh đây là sao? Xin thưa quý vị là cái thực hành, việc thực hành tứ niệm xứ này nè, nó đem lợi ích rất là rộng lớn. Cái chữ chúng sanh đây mình hiểu phải rộng lớn nha. Chúng sanh ở đây không phải là con người mình không đâu, không phải con người mình không đâu, mà là ngay cả chư thiên và phạm thiên. Chư thiên và phạm thiên thực hành tứ niệm xứ cũng hướng đến giải thoát, cũng hướng đến niết bàn thôi quý vị. Đó. Rồi đặc biệt đó là như vậy nè, cái từ mà gọi là tất cả chúng sanh nó rộng như vậy nè. Ngoài việc chư thiên phạm thiên đó, thì cái việc thực hành tứ niệm xứ này nè, không có phân biệt. Thứ nhất là không phân biệt tuổi tác nè, không phân biệt tầng lớp địa vị nè, thậm chí mà là cái gì, mình học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, tiểu thương, doanh nhân, trí thức đó, thậm chí những nhà lãnh đạo cũng khi mình thực hành tứ niệm xứ cũng đem lại sự lợi ích. Và cũng không phân biệt cái tầng lớp là hạ liệt hay là cao sang, quyền quý đó, quý vị thấy không? Cho nên là tại sao Đức Phật nói là cái sự thanh tịnh cho tất cả chúng sanh đó, rộng lớn như vậy đó. Thì sẵn đây sư sẽ kể một cái mẫu điển hình cho quý vị biết ngay trong thời đại chúng ta luôn nè. Tại vì chút xíu nữa sư sẽ trích dẫn trong kinh Tạng sao. Ở quý vị, nếu quý vị có nghiên cứu về thiền, quý vị biết là bên Myanmar đó là có một cái vị hành giả rất nổi tiếng, đó là tên là ông Ubakhin. Ông này là sao? Ông này là từng nắm hai chức bộ trưởng của chính phủ Myanmar đó. Mà ông là gì? Ông là bậc thầy, quý vị, bậc thầy về thực hành thiền quán luôn. Mà ông, nếu mà quý vị ở đây có ai có từng thực hành dòng thiền Genka, từng biết là ông Genka chính là đệ tử của ông Ubakhin này. Quý vị thấy không? Đó. Cho nên là mình hiểu là cái việc mà thực hành tứ niệm xứ này nè, cho cái từ mà gọi tất cả chúng sanh nó rộng lớn như vậy đó. Rồi lại nữa, cái việc thực hành tứ niệm xứ thưa quý vị là ngay trong thời buổi này nè rất là quan trọng. Bởi vì sao? Thực hành tứ niệm xứ á giúp thanh tịnh tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đây đâu, nghĩa là tất cả chúng sanh là mọi cơ tánh. Thí dụ bây giờ đi, quý vị biết trong cái thời buổi chúng ta ngày hôm nay nè, là thường thường chúng ta hay mắc cái bệnh gọi là trầm cảm, thấy không? Trầm cảm do căng thẳng, do áp lực từ công việc nè, không, gia đình nè, rồi đôi khi mình bị phá sản đó.
Rồi cái việc mà đột ngột mất đi người thân đã mất mát rồi quý vị. Đó, thì nó vì mình dễ rơi vào trầm cảm. Đó, thì xin thưa quý vị là những người mà mắc chứng bệnh này nè, bị bệnh về trầm cảm nè, thì xin thưa là cái tinh thần tướng niệm xứ, thực hành tướng niệm xứ nó giải quyết được luôn thưa quý vị. Cho nên tại sao mà Đức Phật lại một lần nữa sẽ nhắc là cho tất cả chúng sanh mà có bệnh luôn á, bệnh về tâm á, bệnh về tâm á, giải quyết được. Rồi sẵn đây sư kể cho quý vị biết cái công năng mà rộng lớn của tướng niệm xứ là như vậy. Thậm chí thưa quý vị, tướng niệm xứ có thể giải quyết bệnh về thân luôn. Điển hình là ai? Điển hình là ông thiền sư Genka thưa quý vị. Ông thiền sư Genka đó là ổng là người Ấn Độ, thưa quý vị, gốc người Ấn Độ, là ổng là gốc là người Ấn Độ giáo thôi nha. Ấn Độ giáo tức là Bà La Môn giáo thưa quý vị. Thì ổng trong cái tiểu sử ổng nói là trước khi mà ổng biết đến phương pháp Vipassana này nè, thì ổng là một danh nhân rất thành đạt, danh nhân rất là thành đạt thưa quý vị. Thì ổng có bị một cái chứng mà đau đầu. Ổng đau đầu rất là đau đầu. Rồi ổng đi khám, đi chữa các kiểu không hết thưa quý vị, không có nào hết được nha. Thì khi mà ổng biết đến phương pháp thực hành Vipassana nè, thì ổng giải quyết được cái chứng đau đầu đó. Và bây giờ ổng phát triển cái dòng thiền Genka rất là rộng lớn, có trên cả thế giới có khoảng mấy trăm chi nhánh thưa quý vị. Đó như vậy. Đó mình biết được cái lợi ích của tứ niệm xứ ngay trong hiện tại nó lớn thế nào ha. Và thậm chí nếu quý vị có vô cái trang web của Đại học Harvard ở bên Mỹ, đây là Đại học Harvard thì quá rõ ha, là một trong những trường đại học mà danh giá mà nổi tiếng trên thế giới. Thì trong đó quý vị biết là họ đều có một nghiên cứu và đề cập thẳng luôn cái lợi ích của thiền Vipassana. Và trong cái trang web đó của Đại học Harvard quý vị, thì họ cũng sư tìm hiểu thì họ một cái group mà họ dành cho những sinh viên thực hành Vipassana luôn. Để cho quý vị biết là cái tinh thần mà thực hành tứ niệm xứ nó quan trọng như vậy đó. Tại sao mà Đức Phật này nó bao trùm gọi là thanh tịnh như tất cả chúng sanh là như vậy. Từ chúng sanh mà không bệnh đến bệnh, từ chư thiên đến phạm thiên, từ mọi tầng lớp trong xã hội, đúng không? Giàu, nghèo, sang, bần tiện, đúng không? Rồi quý tộc, đúng không? Mọi lứa tuổi. Cho nên là cái từ mà tất cả chúng sanh thì phải hiểu rộng như nha. Chứ đừng có hiểu là giống như là ở đây là chúng sanh, ở đây là mình thực hành được thôi. Những người khỏe mạnh mới thực hành được tứ niệm xứ, đúng không? Hay là những cái người mà có điều kiện mới thực hành tứ niệm xứ. Thì cái này mình hiểu này nó quá hẹp đi quý vị. Đó, bây giờ sư giải thích như vậy để cho quý vị hiểu là may này mình học xong bài kinh tứ niệm xứ thì mình phải hiểu là mình hiểu được tứ niệm xứ thì mình phải lan tỏa cái tinh thần tứ niệm xứ đó đến cho mọi người mà mình có duyên. Có duyên nha, mình có duyên. Chứ không phải mình nói là cái người mà có điều kiện, có thời gian hay là người không bệnh mới tu tập được, còn người bệnh không tu tập được, đó không đúng. Đã sẵn đây sư kể thêm một cái vấn đề có thật ngay trong thời đại mình bây giờ. Quý vị, nếu quý vị biết là quý vị có lên Google search đó, quý vị sẽ thấy là cái tài liệu có tên là lợi ích chữa bệnh trong thiền quán của ngài Mahasi đó, thì có một câu chuyện như vậy cho nó vắn tắt cho quý vị để biết cái công năng của thiền tứ niệm xứ nó chữa bệnh về thân về tâm rất là vi diệu đó quý vị. Ở đây không phải quảng cáo mà thật sự là như vậy. Rồi chút xíu nữa sư sẽ dẫn chứng những câu chuyện mà ở trong thời Đức Phật cho quý vị hiểu là cái khi mà một người mà hành giả mà thực hành tứ niệm xứ nó vượt thời gian, vượt không gian, nó mang lợi ích đó, chư thiên và loài người nó lớn vậy. Thì trong tài liệu đó mới có kể một câu chuyện là như vậy nè. Có một cái ông đó, ông bị gọi là ung thư dạ dày hay sao đó quý vị. Thì ông mới đến trường thiền Mahasi, ông mới thực hành. Thì trước đó đó, trước cái sự kiện đó, ông mới gặp bác sĩ. Thì bác sĩ chẩn đoán là cái bệnh của ông là bây giờ phải mổ. Nhưng mà nếu mà mổ thì là 50-50 à. 50-50 có nghĩa là 50 sống, 50 chết. Thì ông cải đạo là ông cũng sợ thôi vậy. Ông sợ, ông nói thôi vậy thôi, tôi không mổ. Thì ông mới đến gặp ngài Mahasi. Ngài Mahasi mới hướng dẫn phương pháp hành thiền cho ông. Thì trong cái lời ông mô tả, thì khi mà ông được hành thôi vậy, cái có cái giai đoạn rất là đau, nó đau kinh khủng luôn, nó đau mà cứ như là ổng hơi ngồi quan sát cái đau đó, cái sao đau mà hành hạ ở cái căn bệnh mà ung thư dạ dày ổng gì đó. Thì đại loại như ổng nói là tự nhiên ổng nghe một cái tiếng nổ rất là lớn,
đó, bung một cái đó. Rồi á, xong cái ông nói nghe là cái mồ hôi của ông ra nó ướt đẫm giống như mà là mới tắm xong vậy đó đó. Thì không, ông thấy thêm thoải mái. Thì khi mà ông đi khám lại là bệnh đó, vì cái bệnh ung thư ông không còn nữa. Bác sĩ bất ngờ, bác sĩ không hiểu tại sao đó. Thì đây là một cái sự vi diệu mà khi mình thực hành cái thiền Vipassana, mà bây giờ được khoa học hiện đại, y học hiện đại đã chứng minh điều đó. Đó cho nên là một lần nữa xin nhắc ha, là tại sao ngài lại thuyết về sự thanh tịnh cho tất cả chúng sanh là như vậy, từ chúng sanh bệnh hay không bệnh, ông từ chư thiên hay phạm thiên. Đó, vì biết cái, nói chung là dùng cái từ mà gọi là biết cái sự lợi hại không, cái sự lợi hại mà kêu giống như là cái sự mà lợi ích mà to lớn của phương pháp mà Đức Phật chỉ mình chưa. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một cái đoạn tiếp theo. Vượt khỏi này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não. Thì chúng ta có một cái dấu hỏi ở đây, ủa vị sầu não đây là gì? À vậy đó, sầu não đây là gì? Khi mình đọc kinh, thưa vị, đọc kinh cái mình sầu não mà mình không, thật sự mình không có biết á, mình tự suy diễn ra à, sầu não là chắc buồn rầu này nọ, cái kiểu này nọ, hiểu không, chắc trạng thái về tâm lý bệnh này nọ à, mình suy diễn ra như vậy không đúng thưa vị. Vì vốn dĩ ở trong chú giải có giải thích đó, cái sầu não là như vậy thưa vị. Sầu não là như vậy nè, trong chú giải nó trong nguyên văn cho quý vị ha. Để vượt khỏi sầu muộn và bi lụy, nghĩa là sao? Tức là nghĩa là đoạn trừ, tức là từ bỏ mọi sự sầu muộn và bi lụy. Con đường này được phát triển để vượt khỏi sầu muộn, giống như là câu chuyện Quan Đại Thần Satati. À, ông đã vượt khỏi sầu bi lụy giống như trưởng lão ni Bhattacharya. Do vậy Đức Thế Tôn thuyết rằng được vượt khỏi sầu muộn bi lụy. Thì trong chú giải có đề cập đến hai câu chuyện mà là hai cái nhân vật này. Thứ nhất là ông Đại Thần Satati nè, và thứ hai là trưởng lão ni Bhattacharya, là vượt khỏi sầu bi lụy. Vậy bây giờ là hai câu chuyện này nó liên quan gì thưa quý vị? Hai người này thoát khỏi sầu bi lụy là sao, là cái gì? Thì xin thưa, để xin kể ngắn gọn thôi nha. Thì câu chuyện Đại Thần Satati mà ông vượt khỏi cái trạng thái mà sầu bi lụy là như vậy thưa quý vị. Ông Đại Thần Satati này á, thì mình ví nôm na ông giống như là cái chức vụ của ông hiện tại bây giờ là mình ví như là bộ trưởng thưa quý vị. Bộ trưởng đó, một bộ trưởng vậy. Thì ông mới lập được cái công cho ông vua. Thì khi lập công vua thì ông vua mới thưởng cho ông một cái cô mỹ nữ nhảy múa thì rất là đẹp mà rất là nhảy múa được, rất là giỏi. À, thì khi mà cô đó phục vụ cho ổng vậy đó, trong suốt nhiều ngày vậy đó, đột nhiên cô đó chết. À, thì ổng do ổng dính mắt, ổng liên ái với cô này quá nhiều thứ vị, cho nên là cái trạng thái mà giống như ở đây đề cập nè, sầu muộn bi lụy nè, ở nội tâm á, đúng hơn là trạng thái nội tâm đó. Khi như vậy ổng mới gặp Đức Phật, thì Đức Phật á mới hướng dẫn cho ổng cái cách thực hành tứ niệm xứ. Thì khi đó thưa quý vị, là ổng là chứng đắc A-la-hán. Và có một điều đặc biệt này, sư muốn nói thêm cái điểm này cho quý vị biết nha. Ổng là một người cư sĩ chứng đắc A-la-hán và ổng sinh nhập Niết Bàn. Tại vì tuổi ổng đã lớn thưa quý vị, tuổi ổng đã lớn. Chính vì vậy khi mà ổng đắc A-la-hán rồi, ổng đã sinh nhập, đứng trên Đức Phật nhập A-la-hán ngay trong ngày hôm đó luôn. Chứ ổng không có xuất gia, sinh xuất gia, nói chung là như vậy. Cho nên một lần nữa sư nói thêm chi tiết để cho quý vị hiểu là một người cư sĩ mà chứng đắc A-la-hán thì phải nhập niết, nếu mà không xuất gia thì phải nhập niết bàn ngay trong ngày hôm đó, chứ không có sự kiện mà đợi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nha. Cái này là trong Milinda Vấn Đạo có nói, và trong chánh kinh, trong chú giải cũng có nói. Rồi câu chuyện thứ hai là để ví dụ về cái câu mà gọi là vượt khỏi sầu bi lụy đó. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này rất là điển hình luôn, rất điển hình. Câu chuyện này suy nghĩ ở đây là rất nhiều vị biết, là kể về cái thánh ni Bhattacharya, mà trong Pháp Cú gọi là nàng Sa Đọa thưa quý vị. Tức là sao? Tức là cái nàng này, câu chuyện rất là dài nhưng mà sư tóm tắt thôi, là cái nàng này là bất ngờ một lúc á mất luôn chồng của mình và hai con của mình, cho nên đâm ra là trở thành điên loạn thưa quý vị, điên loạn luôn. Điên loạn là mức độ điên sao?
vấn đầu tiên mà phải nói trong chú giải mô tả là gọi là lõa lồ thưa vị, không có mặc quần áo đó. Đó thì khi mà nhân duyên đến như vậy gặp Đức Phật, có ngài tế độ, ngài tế độ và ngài hướng dẫn cái, nó đúng hơn là ngài hướng dẫn cái thực hành tứ niệm xứ đó. Chính vì như vậy là Bhattacharya khi mà nghe một cái câu kệ đó, câu kệ thì xong rồi đắc tu đồng hoàn thưa vị, đắc một quả tu đồng hoàn. Cho nên quý vị biết đó là cái việc mà cái trong chú giải giải thích cái câu mà để vượt khỏi sầu muộn và bi lụy là như vậy, có nghĩa là đây là những cái trường hợp mà gọi là đau khổ về cái nội tâm đó. Mà khi mình thực hành tứ niệm xứ thì mình vượt khỏi những cái đó, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là như vậy nè. Vậy thì cái sầu bi á, cái sầu bi nó phát sanh đó là do cái gì? À, cái sầu bi phát sanh là cái gì? Thì xin thưa quý vị là cái sầu bi này nè phát sanh do năm nguyên nhân. Năm nguyên nhân sau đây. Và thật sự khi mà quý vị mà tìm hiểu được năm nguyên nhân này nè, năm nguyên nhân gốc này nè của cái việc mà gọi phát sinh sầu bi, mà nói đúng hơn bây giờ mình gọi là rơi vào trạng thái mà bệnh trầm cảm thưa vị, bệnh trầm cảm rồi đến mức mà bất tử mà muốn tự tử luôn đó, không? Thì nó có năm nguyên nhân sau đây. Mà khi mà mình xem qua năm nguyên nhân này là mình biết được cái lời dạy Đức Phật đó là nó xuyên suốt vượt không gian vượt thời gian. Thì trong chú giải của kinh Diệu Pháp Luân đó, có nói là cái sầu bi phát nhanh phát sanh lên thưa vị cho năm nguyên nhân. Thì năm nguyên nhân đó là gì? Thứ nhất là tổn thất về người thân thưa vị, tức là khi trong gia đình mình đó, mình mất đi cha mẹ mình, mẹ mình hay là con mình, hay thậm chí là cái mức độ mà mất mát nó kêu bằng là nó mất mát nhiều hơn là sao, là giống như bất chợt mất đi, bất chợt giống như trong nhà mình có người con mình đã mất đi trong tai nạn đó. Thì chính vì cái nguyên nhân đó nó phát sanh sầu bi. Bởi vì thấy rõ không? Có nghĩa là dạy Đức Phật mặc dù cách đây hơn 2.500 năm, 2.500 năm mà ngài nói là rất là rõ đó, nguyên nhân phát sanh sầu bi đó là từ đó, đó từ cái sự mất mát người thân mình. Thứ hai là tổn thất về tài sản. Đó. Tổn thất tài sản là sao? Là giống như nãy sư có đề cập đó, là mình bị phá sản không, là hay là cái tài sản mình bị hỏa hoạn không, bị trộm cướp đó, hay do người phá tợ người cái thừa tự mình đó phá tài sản mình đó. Đó là cái tổn thất về tài sản. Và cái thứ ba là tổn thất về sức khỏe. Chính vì cái tổn thất về mất mát về tài sản, mình bị phá sản thưa vị, mình bị thất bại trong cái công việc kinh doanh nè, thì nó dẫn đến là mình bị bệnh thưa vị đó. Cho nên là cái thứ hai dẫn đến thứ ba là cái gì, là bị mất mát sức khỏe là sao, là người đó có thể mà bị cái bệnh nan y đó, từ đó đó dẫn đến cái vấn đề mà gọi là bị ảnh hưởng về sức khỏe, bị trầm cảm này nọ, u uất này nọ thưa vị. Cái thứ tư là gì, là tổn thất về giới hạnh là sao, là người đó phạm giới không biết hoặc đã biết mà vẫn phạm giới. Thì cái vấn đề giới hạnh này rất là rõ thưa vị. Giới hạnh này là sao, là mình là một người mà cái nền tảng đạo đức á, mình không có, đúng không? Thì mình làm những cái chuyện mà trái lương thuần đạo lý á, thì cái nguyên nhân này cũng dẫn đến cái việc mà sầu bi, sầu và bi mình, đau khổ mình. Và cuối cùng là tổn thất về chi kiến, tức là sao, là sự hiểu biết giáo pháp sai lệch. Mà sự cái nhấn mạnh quý vị đó, nếu mà là Phật dạy mình hiểu sai á, không, mình hiểu sai đi, mà mình suy diễn theo cái ý mình, hoặc là mình theo một cái bậc đạo sư mà bậc đạo sư đó không nói đúng là Phật dạy, thì chính vì mình đem mình nó sẽ gieo rắc cho mình cái đau khổ đó ngay trong hiện tại và ngay trong suốt sinh tử luân hồi luôn. Đó là năm cái điều mà dẫn đến mà gọi dẫn đến mà mình rơi vào cái trạng thái gọi là sầu bi mà Đức Phật đã nói đó. Còn cái việc mà trạng thái mà thoát khỏi sầu bi như thế nào, thì đại sư đã ví dụ hai cái câu chuyện đại thần Santa-tí và Bát-tát-cha-ra, quý vị hiểu không? Là duy nhất là chỉ là mình làm gì? Thực hành tứ niệm xứ thôi, đúng không? Thành tứ niệm xứ là đó, mới thoát khỏi mấy vấn đề thôi, mới thoát khỏi là cái sự tổn thất về người thân nè, tổn thất về tài sản nè, tổn thất về sức khỏe nè, tổn thất về cái giới hạnh, tổn thất về chi kiến nè. Đó, làm sao mình tránh khỏi cái điều này trong khi mình còn là phàm phu? Nó như vậy đó. Mà muốn tránh thì phải bắt buộc phải thực hành tứ niệm xứ. Còn cái nguyên nhân á, sâu xa của sầu bi á, là do ái. Tức là cái sự dính mắc thôi vậy, sự dính mắc đó. Thì để tóm gọn lại cái vấn đề mà gọi là vượt khỏi sầu bi nè, thì trong chú giải ngài có nói là ngài Bồ Tát Cầu Sáng, ngài nói là người tu tập niệm xứ phải nghiệm suy lìa bỏ ái ngay trong hiện tại để trong tương lai không còn ái, ái càng giảm bao nhiêu thì sự chứng đắc niết bàn càng nhanh chóng bấy nhiêu.
Còn rồi, đó là chúng ta giải quyết xong cái câu mà gọi là trạng thái sầu bi ha, vượt khỏi trạng thái sầu bi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp là diệt trừ khổ u. À, diệt trừ khổ u nè. Bây giờ câu hỏi đặt ra là diệt trừ khổ u này là gì? À, để chính thưa quý vị, cái diệt trừ khổ u này á, là dịch ra Việt á, là gì? Là khó chịu, không hài lòng, bất mãn, không thích thú. Cái trạng thái khổ u này bao gồm là khổ thân lẫn khổ tâm thưa quý vị. Trong chú giải có giải thích rất là rõ là sao? Diệt tất cả khổ và ưu phiền nghĩa là sao? Nghĩa là đưa đến dập tắt, tức là đưa đến đoạn diệt cả hai khổ, khổ thân và khổ tâm. Người đã thực hành con đường này, tức là con đường tứ niệm xứ thưa quý vị, thì sẽ đưa đến diệt tất cả các khổ, giống như cái câu chuyện mà của Trưởng lão Tích Xá nè, và một số câu chuyện dưới đây mà sư sẽ làm ví dụ. Và sự dập tắt khổ tâm giống như vua trời sắt cá đó, thì trong chú giải nguyên văn là nói như vậy nha, sư chỉ trích vậy thôi chứ không phải là sư nhấn mạnh như vậy, là sư đó, sư nói theo cái chú giải ngày 4 tháng Cầu Xá, ngày giải thích như vậy đó, để quý vị hiểu. Thì ban đầu sư đã nói với vị đó là cái sự lợi ích mà tứ niệm xứ mang lại rất là nhiều, có nghĩa là mọi tầng lớp, mọi đối tượng, chư thiên và loài người, đúng không? Rồi người bệnh, người vô bệnh, vân vân. Thì sư đã ví dụ cho quý vị thấy ngay trong hiện tại mình đã thực hành tứ niệm xứ nó mang lại lợi ích như vậy đó. Thì dưới đây sư giải rõ cho quý vị biết thêm một số cái câu chuyện trong thời Đức Phật để mình hiểu rằng là khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, nó không ngoa nha, nó không ngoa, là giống như là khi mình thực hành tứ niệm xứ là mình có được tất cả thưa quý vị, tất cả. Một người trong thế gian này họ có nhiều tài sản, họ có thể là đại gia, họ có thể là tỷ phú, nhưng mà quý vị, xin thưa quý vị, nếu quý vị thực hành tứ niệm xứ, xin thưa quý vị thậm chí là còn giàu hơn họ nữa, vì còn giàu hơn họ nhiều lắm. Bởi vì tại sao? Bởi vì quý vị khi thực hành tứ niệm xứ là quý vị đang học tập cái con đường mà gọi là quý vị đang có được cái thất thánh sản, có nghĩa là bảy tài sản bậc thánh thưa quý vị đó. Cho nên là phải hiểu là cái việc thực hành tứ niệm xứ nó cao thượng như vậy nha. Chứ mình giàu có đến đâu mà giàu có mình đến đâu này nữa thì mình cũng phải chịu sự năm sự mất mát mà nó như sư nói cho quý vị đó. Thì ở dưới đây á, là nói là tứ niệm xứ là giúp cho mình khổ thân khổ tâm. Thì có ví dụ câu chuyện của Trưởng lão Tích Xá, thì câu chuyện này như thế nào? Xin thưa, cái câu chuyện này rất là hay thưa quý vị. Thì trong chú giải có đề cập câu chuyện là như vậy nè. Thì cái ngài Tích Xá này nè rất là giàu, thì ngài chính vì là ngài thấy được cái lợi ích của đời này sống xuất gia đó, cho nên ngài bỏ 50 cô tí đồng tiền vàng. Thì 50 cô tí này, ví dụ mình ví như bây giờ giống như 50 50 tỷ vậy đó. À, bỏ 50 tỷ cho em trai của mình, em trai ruột mình đó, để xuất gia đi tu. Nhưng mà rồi sao? Nhưng mà rồi á, giống như cái nghiệp lực của ngài hay sao thưa quý vị, mới khiến là em vợ á, có nghĩa là em gọi là em vợ á, là của ngài á, là không có tin thưa quý vị, có nghĩa là vẫn sợ là mang tiếng là ông bỏ 50 tỷ, 50 50 cô tí chi si, với si, 50 tỷ ha, mình bây giờ đi tu đi. Nhưng mà bà không chắc, bà nói là ai biết đâu ông đi tu. Ông nói đi tu như vậy nhưng mà ai biết được, nhiều khi ông hứng hứng ông hết tu này nọ rồi ông về ông đòi tiền lại sao. Chính vì như vậy cái dạ tâm nó lớn như thế này, là cái người vợ của người em út á mới mướn sát thủ đi đến giết này luôn, giết ngài Tích Xá luôn, để giống như khi ông chết rồi đó, thì cái tài sản này nè mới hoàn toàn thuộc về vợ chồng của cái người em út này. Thì khi á mà cái bọn sát thủ đó thì vậy đến gặp ngài á, thì ngài mới hỏi mấy ông đến đây để làm chi, có chuyện gì không. Thì bọn cướp mới nói là bọn cướp thì nó nói nguyên văn, nó nói tôi đến đây lấy mạng sống ngài đó. Thì ngài nói như vậy, ngài nói là thôi được rồi, ta đồng ý, cho các người lấy mạng sống, nhưng mà ta chỉ xin ngươi một cái ân huệ thôi, một cái ân huệ nhất thôi. Thì nó bọn cướp hỏi là gì, thì ngài mới nói là bây giờ chỉ cần cho ta, ngươi cho ta sống
chọn một đêm nay tới rạng sáng thôi, chỉ cần vậy thôi, với ân ân huệ vậy thôi. Thì cái bọn cướp nó đâu có tin thế vậy, nó nói là giờ tôi cho ông sống thêm vậy là chút xíu nữa là khi ông mưu mẹo ông này ông thoát khỏi làm sao. Thì ngài mới giống như để làm tin thế vậy, ngài mới lấy đá đập nát hai chân mình trước mặt những bọn sát thủ như vậy đó. Thì bọn sát thủ nó mới yên tâm, nó nói à đây là nó ở cái chân ổng giờ nát nát hết chân, muốn đi cũng đi không được. Thì khi đó thưa quý vị, thì trong chú giải nói rất là rõ là gì, là khi đó đó ngài mới thực hành á ba thực hành tứ niệm xứ thưa quý vị. Là sao, là khi mà ngài hành tứ niệm xứ xuyên suốt ba canh, xuyên suốt ba canh, nghe từ đầu canh giữa canh cuối đó. Thì vào lúc bình minh đó ngài là chứng đắc A La Hán đó, quý vị thấy không? Thì nhờ cái tinh thần mình quý vị thực hành tứ tứ niệm xứ này nè mà ngài á vượt qua được cái khổ thân và khổ tâm ngay thời điểm đó. Tại vốn dĩ là tại sao sư nói là khổ tâm khổ thân khổ tâm, quý vị có công nhận không, là trước đó là ngài là phàm phu. Thì quý vị nghĩ đi, đập vô cái chân mà cái chân nát thì đi không được, nó đau cỡ nào, đau thân cỡ nào mà đau thân làm sao mà chịu nổi cái sự đau tâm. Tại vì trong duy pháp nó là gì, thân thức họ thọ khổ, phàm phu mình nè mà có thân thức á, thân thức thọ khổ thì hiển nhiên là phải đi kèm với tâm sân thù. Thế như vậy phàm phu mình không tu tập đó nha. Còn nếu phàm phu mình tu tập á, thì nếu mà thân thức mình nó thọ khổ thiệt sự mà mình có tinh thần tứ niệm xứ trong chỏng, mình có tinh thần vipassana trong chỏng thì á, là cái tâm mình á, nó không có sân. Bởi vì tại sao trong một số bài kinh á, mà có một cái câu nói á, của Đức Phật dạy và các chư thánh tăng á, ngài hay nói câu rất kinh điển là khi mà những cái vị mà bị đau khổ về thân, vị thân thân thể hành hạ giống như bệnh tật, đặc biệt là bệnh tật khi mà tận nghiệp, thì nó thì các ngài nói một câu gì, hãy quan sát, hãy quan sát cái sắc thân này nè, để cho là nó đau cái thân đau nhưng mà tâm không đau đó. Như vậy đó, thì trong trường hợp em hiểu ha, mình hiểu là cái câu chuyện qua câu chuyện này mình hiểu là nhờ năng lực tứ niệm xứ vi diệu thưa quý vị, vi diệu như vậy đó giúp cho ngài Tích Xá có nghĩa là vượt qua được cái khổ thân là bị đập nát hai chân mà vượt qua khổ tâm. Khổ tâm ở đây chính là những phiền não đó, là chứng đắc A La Hán luôn đó. Đó là câu chuyện trong chú giải nha, trong chú giải nói lại nữa một câu chuyện chú giải thôi vậy, là có một cái nhóm các vị tỳ kheo mà gọi là thực hành ở trong rừng thưa vị đó. Thì sư chỉ nói ngắn gọn cho quý vị hiểu thôi, đại loại như là cũng trường hợp á, là cái vị này nè vô tình á, đi thực hành trong rừng á, thì bị con cọp năng con cọp năng. Thì trong chú giải mới nói lại về ngay khi đang nằm ngay miệng hùm chế ngự cảm thọ đó được thực hành thiền tệ, lúc con cọp á mà nó ăn đến mắt cá chân của ngài á, thì ngài chứng tu đầu hoàng. Là lúc đó ngài thực hành tứ niệm xứ á nha, chứng tu đầu hoàng. Thì trong lúc con hổ ăn đến đầu gối á, của ngài á, thì ngài chứng đạt tư đà hàm. Trong lúc con cọp ăn tới bụng á, thì ngài chứng đạt đến a na hàm. Và trong lúc con cọp á, chưa kịp ăn đến trái tim ngài á, giống như nửa thân rồi đó, thì ngài chứng đắc a la hán cùng với tứ tuệ phân tích. Bởi vì thấy cái sự vi diệu mà những câu chuyện này trong thời Đức Phật đó sư dẫn chứng cho quý vị. Để mình biết cái việc thực hành tứ niệm xứ là nó giúp mình thoát khỏi khổ thân khổ tâm đó, nó hiệu quả như thế nào đó. Chỉ khi quý vị thực hành, xin thưa quý vị là chỉ khi quý vị thực hành tứ niệm xứ là sẽ nói nghiêm túc một điều nha, thì khi mới bị đọc kinh tạng quý vị mới hiểu là tại sao mà Đức Phật và các chư thánh tăng ngài nói là gì, là hãy quan sát để cho cái thân này nó đau nhưng mà tâm nó không có đau, quý vị mới hiểu được thôi. Còn khi quý vị không thực hành tứ niệm xứ là nói là hãy quan sát cái thân mình để cho thân mình đau nhưng mà tâm không đau, thì đại loại người ta không chấp nhận đâu, kêu trời cái thân nó đau gần chết luôn, làm sao mà nói là nghe là cái thân đau gần chết luôn mà nói tâm tâm mà ta chịu đựng được, sao chịu đựng được. Đó là cái trong chú giải giải thích về cái vấn đề vượt qua và khổ thân khổ tâm. Thưa quý vị, sẵn đây á, là sư cũng có nói cho quý vị biết là tại nãy sư ban đầu sư có nói với quý vị là cái lợi ích của tứ niệm xứ á, mang lại cho chư thiên và loài người. Bây giờ cho nên sư dẫn chứng cho quý vị thêm một cái câu chuyện mà trong thời Đức Phật để cho quý vị biết là chư thiên mà khi thực hành tứ niệm xứ vẫn đem lại lợi ích. Thưa quý vị,
Thì câu chuyện là liên quan đến ai? Là liên quan đến ông vua Trời Đế Thích trong thời Đức Phật Thích Ca, thưa quý vị, hay Đức gọi Đức Phật Gautama. Là sao? Là khi mà ông thấy được năm cái điềm báo. Năm cái điềm báo là gì? Thứ nhất là một chư thiên. Mà sẽ nhấn mạnh nha, chư thiên có phước nha. Bởi vì mấy này quý vị có làm phước, làm chư thiên không? Làm phải gán làm chư thiên có phước. Thì quý vị mới thấy được năm cái điều này. Năm cái điều này nè, chính vì thấy năm điều này nè, thì quý vị có chánh kiến thì bị tìm đến Phật pháp. Còn mà chư thiên, chư nhấn mạnh nha, chư thiên mà không có phước thì không có năm điều này. Vì năm điều này là gì? Là khi mà một chư thiên á mà cạn tuổi thọ sẽ có năm điều là gì? Thứ nhất là vòng hoa trang trí á, trên người á, nó héo úa. À, còn cái thứ hai á, là cái vật trang sức á, của vị chư thiên đó nó bị phai màu. Cái thứ ba á, là cái hào quang á, của cái vị đó không có còn tỏa sáng nữa. Cái thứ tư á, là cái mồ hôi á, từ hai cái nách nó tuôn ra, đúng không? Và cái thứ năm là gì? Là người đó tự nhiên sanh tâm sầu muộn. Bốn việc cảnh giới chư thiên thưa vị là toàn là hưởng, mà hưởng những cái lạc thú mà đó, đâu bao giờ thấy buồn đâu đó. Thì khi mà có năm cái ấn tướng này nè, thì vị chư thiên biết rõ là tuổi thọ mình đã cạn rồi. Khi vua Trời Đế Thích thưa vị, ổng thấy năm cái điều này là biết nó sắp tới mình này, là mình sắp chết rồi. Thì khi đó đó ổng mới đến, ổng mới xuống ổng gặp Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn mới hướng dẫn cho ổng cái cách mà thực hành tứ niệm xứ. Thì khi đó đó ổng mới nghe là ngài, và ổng thực hành và ổng đắc tu đồ hoàn ngay đó. Ổng nghe ổng đắc tu đồ hoàn trước đó, và khi ổng đắc tu đồ hoàn xong mới biết, quý vị tin không, là ổng chết ngay trong lúc đó, và ổng tái sanh lại ngay lúc đó làm vua Trời Đế Thích luôn. Mà trong chú giải có nói là nếu mà ổng không có, nghĩa là cái sự kiện mà ổng hết tuổi thọ như vậy, thưa quý vị, nếu mà ổng không xuống gặp Đức Phật nha, mà để xin ngài cái phương pháp mà thực hành đó. Thì xin thưa quý vị là cái cảnh giới tái sinh còn bất định, chứ không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên mình thấy không? Mình thấy là vi diệu không? Có nghĩa là ngay cả chư thiên cũng vậy. Mà chư, và tương tự câu chuyện mà thiên tử xuống Ramma cũng vậy thưa quý vị. Thiên tử xuống Ramma là cũng vì chư thiên, cùng 500 cái tiên nữ của mình. Thì ông đang dạo chơi, đang thỏa thích như vậy đó, thì mới có thấy những cái dấu hiệu thưa quý vị. Chứng tỏ ông chư thiên cũng phước luôn. Thì ông mới thấy, ông thấy năm cái dấu hiệu mà hết tuổi thọ như mình, như mà nãy sư nói với vị đó à. Thì ông mới sợ thưa vị, ông mới sợ, ông mới xuống gặp Đức Phật à. Nhưng mà sẽ nhấn mạnh một lần nha, chư thiên thì cũng có chư thiên, mà chánh kiến chư thiên tà kiến. Cho nên á, là cái trường hợp mà vua Trời Đế Thích với cái chuyện mà của vị thiên tử xuống Đâm Má này nè, mình phải hiểu một điều là gì, là sao, là ngay trong đời này mình làm phước cũng vậy. Mình làm phước mà mình á, không có, mình làm phước thiệt, đúng không? Mình làm phước, mình bố trí thí, mình trì giới, mình tu thiền, nhưng mà sao chánh kiến mình không có. Thì xin thưa quý vị là làm chư thiên có làm chư thiên được không? Xin thưa là cũng làm chư thiên được, nhưng mà sao chư thiên không có phước. Thí dụ bây giờ mình rơi, mình thứ nhất là cái gì, mình không có năm cái ấn tướng đó, mình đâu biết được tuổi thọ mình hết như thế nào đâu, đúng không? Mà nếu mà không có năm ấn tướng đó là mình chết nhiều, chết một phát một ngày, đôi khi mình chết mình đang ở đâu lại, mình chết một phát một xuống địa ngục luôn. Sư nói không ngoan nha, tại vì trong cái câu, trong cái chú giải câu chuyện thiên tử xuống Đâm Má, trong chú giải này nè, nói rất là rõ là ông xuống Đâm Má này ông biết được năm ấn tướng đó là mình chết, mà ông biết rõ là mình chết là đi địa ngục luôn, đi thẳng địa ngục luôn á. Vì thấy ghê không? Đó, cho nên một lần nữa quý vị qua cái câu chuyện này nè, mình mới biết được là cái việc bung bồi chánh kiến nó quan trọng lắm. Thì cái câu hỏi đặt ra đây, ủa vị sư nói chánh kiến, chánh kiến là làm thế nào chánh kiến? Thiên thưa, những người chúng ta ở đây, chúng ta đang học Phật pháp à, chúng ta đang học Phật pháp này nè, chúng ta nghe pháp, chúng ta nghiên cứu pháp, chúng ta tư duy pháp, đúng không? Chúng ta học pháp bằng gì? Chí văn, chí tư, chí tu. Đó, như vậy đó. Rồi những, thậm chí là những cái mình có thể học online à, mình có xem live stream này nọ. Đó là một bộ chánh kiến. Còn nếu quý vị, xin thưa quý vị, nếu quý vị không có học pháp, nghiên cứu pháp, không có một bộ chánh kiến, mà quý vị có tiền có của, quý vị sư cho quý vị là có trì giới à, có bố thí cả đời luôn, đúng là quý vị có làm thành chư thiên được. Nhưng mà chư thiên mà không có chánh kiến, chư thiên tà kiến, thì ngay cả quý vị cận kề cái chết, vì cũng không biết tìm đến, để tìm đến Đức Phật thôi, vậy tìm đến giáo pháp đâu, để mình thoát khỏi cái ít nhất là mình thoát khỏi cái linh hồn, cái sinh tử luân hồi như vậy đó. Vì cho nên là qua câu chuyện Bồ Đề Đế Thích mà thiên tử xuống Đâm Má, để mình biết thêm là cái việc chánh kiến, vun bồi chánh kiến, cái việc mình học pháp, nghe pháp nó quan trọng như vậy.
chứ không có phải không có đơn thuần đơn giản thôi vì không chứ không phải là mình nói bố thí mình trì giới gì thinh về chư thiên gì là đủ đâu. Chư thiên có chư thiên chánh kiến, chư thiên tà kiến nha. Chư thiên chánh kiến này nọ mới xịn, là có năm ấn tướng đó, đó. Và khi mà lỡ mình hết tuổi thọ mình còn biết đi tìm Đức Phật, mà ngay ngay mai này trong tương lai cũng vậy, mình là chư thiên xịn, mình chư thiên có phước đó, thì mình có lỡ hết tuổi thọ thì mình cũng đi tìm đến Đức Phật Mét Tây Giá, tức là Phật Di Lặc. Còn mình chư thiên tà kiến là thua. Đúng. Mình hết tuổi thọ là mình nhiều khi mình rơi thẳng xuống địa ngục luôn, chứ mình đâu biết đi tìm đến Đức Phật tương lai, tức là Phật Mét Tây Giá, tức là Phật Di Lặc chi chứ quý vị. Qua câu chuyện đó quý vị hiểu ha. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái nghĩa là nãy sư giải thích quý vị rồi là vượt khỏi sầu não diệt trừ khổ u bằng những cái câu chuyện trong thời Đức Phật đó, chứ quý vị hiểu đó. Vì chúng ta sẽ đi tiếp giải thích trong chú giải để coi giải thích cái câu mà gọi là thành tựu chánh trí là cái gì, không thành tựu chánh trí là cái gì, vì thấy rõ không? Mặc dù những câu như rất là ngắn, thanh tịnh chúng sanh vượt khỏi sầu não diệt trừ khổ u, mà nãy giờ sư dựa vào chú giải mà sư giải thích cho quý vị thấy không, biết bao nhiêu câu chuyện để mình thấy là cái Phật ngôn nó rất là sâu sắc, nó sâu xa, nó thâm thâm vi diệu. Chứ đâu phải đơn giản như mình nghĩ đâu, mình đọc qua lướt qua vậy là thôi đâu, phải trong chú giải dùng biết bao nhiêu câu chuyện pháp cú để sinh động, để gì cho mình hiểu được là cái gì, là cái tư niệm xứ này rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Hãy thực hành đi để được cái sự lợi ích ngay trong hiện tại, lợi ích ngay trong tương lai, mà lợi ích nó lan tỏa đến mọi người. Thì bây giờ thành tựu chánh trí là như thế nào thưa quý vị? Thưa quý vị, thành tựu chánh trí á, thì ở trong chú giải ngài Bút Thá Cô Xá ngài có giải thích như vậy. Thành tựu chánh trí là sao? Tức là sự đắc thành, tức là đưa đến thánh đạo. Thành tựu chánh trí ở đây tức là đại diện cho thành tựu thánh đạo thôi mày, thành tựu thánh đạo. Thánh đạo đây là bát chánh đạo đó nha. Bởi vì sao? Bởi vì đạo trong việc thiết lập niệm này thuộc hiệp thế, là phần mở đầu mà hành giả cần phát triển, nó sẽ dẫn đến chứng đắc siêu thế đạo. Cho nên Thế Tôn mới thuyết rằng thành tựu chánh trí đó. Khi mà ai hỏi mình ví dụ mà câu mà thành tựu chánh trí này thế nào, mình ít nhất mình trả lời được giúp sư đó chính là thành tựu thánh đạo, thành tựu thánh đạo. Thánh đạo trong bát chánh đạo đó nha. Thì đây là đặt ra một câu hỏi như vậy, thành tựu thánh đạo này á là có mấy đạo thưa quý vị? Có mấy đạo? Đó là bốn đạo thưa quý vị, mới nhớ giúp sư nha, bốn đạo nha. Đó tức là gì? Dự lưu đạo hay gọi thánh tu đồ hoàn đó. Là thứ nhất, bậc tánh thứ nhất. Thứ hai là tư đà hàm, còn gọi là bậc thánh đầu, còn gọi là bậc thánh thất lai. Bậc thánh thứ hai là bậc thánh nhất lai, và bậc thánh thứ ba là thánh bất lai, có nghĩa là tư đà hàm, và thứ ba là a la hàm, và thứ tư cuối cùng là a la hán. A la hán là bậc vô sanh thôi này. Đó các phân sự là đó, khi mình ai ai hỏi mình là thành tựu chánh trí, mình chỉ nói ngắn gọn với giúp sư đó là thành tựu việc thánh đạo đó. Chỉ có bốn đạo thôi nha, vị nhớ nha. Cái tâm đạo mà khi mình thành tựu đạo nó chỉ xuất hiện bốn lần thôi, vị nhớ nha, chỉ xuất hiện bốn lần thôi đó. Chứ không phải thành đạo mà tâm quả, thì cái đặc tính tâm quả thì mình hưởng đi, có thể nhập thiền quả, nó có thể là trải nghiệm được, nhưng mà cái tâm đạo này mình chỉ xuất hiện được 4 lần thôi. Rồi lại cùng cái câu kế tiếp, cái câu này cực kỳ quan trọng thưa quý vị. Cuối cùng là thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Vì chứng ngộ niết bàn ở đây là chứng ngộ niết bàn là chứng ngộ sao thưa quý vị? Thì trong chú giải có nói là gì? Tức là nghĩa là làm thấu rõ niết bàn. Ngài đã giải thích rằng khi tự mình xác chứng kinh nghiệm pháp bất tử được gọi niết bàn, vì ở đó không có tham ái. Ở đó không, hoàn toàn không còn tham ái thưa quý vị, mới nó gọi là niết bàn nha. Được. Vì đạo này được hành giả tu tập làm cho thành tựu, làm thấu rõ niết bàn theo tuần tự, do đó Đức Thế Tôn mới thuyết rằng chứng ngộ niết bàn. Ở đầu buổi giảng á, sẽ có nhấn mạnh cái chữ mà gọi niết bàn thưa quý vị. Quý vị mà không hiểu rõ niết bàn á rất là nguy hiểm luôn. Bởi vì sao? Bởi vì á bây giờ có một số bậc đạo sư họ giảng niết bàn là như vậy thưa quý vị. Mà sư nghe sư, sư sư nghe sư còn hết hồn đó, là họ giảng vậy nè. Khi mà quý vị thực hành đó tứ niệm xứ á, khi mà quý vị thực hành tứ niệm xứ mà quý vị
quan sát, ví dụ thực hành, quý vị thực hành quan sát quán tâm đi, đúng không? Khi mà quý vị quan sát tâm mà cái tâm tham khởi lên đó, tâm tham mà nó mất cái thời điểm đó thì cái đó là niết bàn. Cái này không phải thưa mày. Nếu mà nói như vậy rất là nguy hiểm, này là phỉ báng Đức Phật thưa mày. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong chánh kinh đó, có nói rất là rõ là gì? Là niết bàn là gì? Niết bàn là một cái trạng thái nha, trạng thái thì nhấn mạnh trạng thái nha. Là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Nghe trạng thái hoàn toàn, nó nhấn mạnh hơn, đúng hơn là hoàn toàn, là không còn tham, không còn sân, không còn si. Chứ không phải là mình nói là khi mà tôi quan sát cái sự sanh diệt, tôi sanh diệt của niết bàn, tôi thấy niết bàn mà tôi thấy mà không có tham thì đó niết bàn. Cái này không đúng thưa vị. Tại vì sao? Niết bàn là pháp siêu thế thưa vị, đó là pháp chân đế vô vi. Cái tham nó còn tới, nó còn lui, cái sân nó còn tới lui, cái si nó còn tới lui, thì làm sao gọi niết bàn? Còn lại có một cái bậc đạo sư mà lại thuyết giảng gì nữa, có người nói gì nè, cái cây cục đá nó gần niết bàn hơn mình. Tại sao? Tại vì nó vô tri vô giác. Thì cái này là không đúng thưa vị, cái này là nói như vậy là phỉ báng lời Đức Phật. Tại vì sư phải nói vấn đề này để cho quý vị biết. Tại vì khi mình không hiểu niết bàn cái gì á, thì mình nghe cái đó là mình tưởng là đúng, nhưng mà sẽ không đúng thưa vị. Niết bàn là sự đoạn tận diệt của tham, đúng không? Cái thứ nhất, đoạn tận diệt hoàn toàn của tham, hay là vô tham vô sân vô si, hay là lại niết bàn lại Đức Phật nói gì? Đó là trạng thái mà dập tắt của ngũ uẩn. Đó là đúng định nghĩa trong kinh tạng đó. Còn quý vị nghĩ đi, cái cục đá, cái cây, nó là vật vô tri vô giác, nó vẫn gọi là khổ đế, nó vẫn nằm ở trong khổ đế à. Thì làm sao mà gọi là nó niết bàn được thưa vị? Thậm chí hôm bữa sư còn hỏi, có một câu hỏi này là sư đặt ra nè, mà một số vị chưa hỏi, một số vị kiến thức, gọi sư nói nhấn mạnh nha, cái đây là kiến thức căn bản nha, không phải kiến thức cao siêu nha, mà một số người còn gọi là còn hơi một bỡ ngỡ nữa. Sư hỏi nè, giống như cái vật chất mình á, cái bàn này nè, cây cỏ này nọ đó, nó có nằm trong khổ đế không? Nó trong khổ đế không? Nó trong khổ đế không? Đó. Thì nhiều vị nói là ủa, cái đó là vật vô tri vô giác, làm xong nằm trong khổ đế thì thấy nguy hiểm không? Mà có nhiều người trả lời với sư là nói là gì nè, nó không có thuộc khổ đế hay không á, là do cái quan điểm mình nhìn vô. Thì cái này không đúng thưa vị. Tại vì bản chất á, Đức Phật nói rồi, cái gì mà chịu sự, quý vị chỉ cần nhớ công thức gốc cho sư thôi, cái gì mà chịu sự chi phối với vô thường thì đó là khổ. Bây giờ quý vị nghĩ đi, cái bàn, cái cây, cái ghế, cục đá này nọ, nó có chịu sự chi phối bởi vô thường không? Qua năm tháng không? Nó có sinh diệt đâu? Có không? Có không có. Vậy tại sao nó không nằm trong khổ đế? Mà đã lỗi như giờ là đã nằm trong khổ đế thì làm sao mà nó cái cây, cái bàn, cái ghế, cục đá mà gần niết bàn được? Có đúng không ạ? Đó cho nên đây là một cái mâu thuẫn rất là nguy hiểm, quý vị phải nhớ kinh Diệm Sư nha. Tại vì có nhiều người nói là những cái vật chất á, cái cây, cái bàn, cái ghế, cục đá, nó không thuộc khổ đế, thì cái này rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải lưu ý quan điểm này. Đây là mấy chúng ta chỉ giảng sai là phỉ báng Phật ngôn. Một lần nữa là sư nhấn lại cái nhấn mạnh niết bàn cho quý vị biết. Khi mà nói niết bàn là nó là trạng thái nha, cái trạng thái an lạc, chứ không phải niết bàn là một cái cõi. Còn nếu mà mình nói là niết bàn một cái cõi, mình định nghĩa niết bàn là một cái cõi niết bàn á, thì cái đó vẫn còn nằm trong tam giới, mà còn nằm trong tam giới tức là còn khổ. Cho nên phải lưu ý nha, cái khái niệm niệm niết bàn mình phải nắm rõ giùm sư. Thứ nhất, ai hỏi mình niết bàn là gì, mình nói là niết bàn là trạng thái đoạn diệt hoàn toàn tham sân si, hay còn gọi trạng thái hoàn toàn không có vô tham vô sân vô si, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là niết bàn á là sự diệt tận hoàn toàn của tham ái. Hay cái thứ ba là mình nói là niết bàn là gì, mình nói là sự diệt tận hoàn toàn của ngũ uẩn. Đó, như vậy. Đó là mình nói như vậy là không có sai lời Phật dạy, không có gọi là rơi vào cái gọi là phỉ báng Đức Phật. Còn khi mà ai nói là khi tôi quan sát, khi mà tôi quan sát tâm tham, và tâm tham thời điểm nó mất đi, không, nó mất đi nhưng mà nó vẫn trở lại, nghĩa là chính nó chỉ sanh diệt thôi. Hay tôi quan sát tâm sân thấy tâm sân mất đi, cái đó niết bàn. Cái này không phải, không có gọi là một cái khái niệm gọi niết bàn tạm thời, không có thưa vị. Niết bàn là pháp siêu thế, mà pháp chân đế vô vi.
không? Nó vượt qua ngoài tâm giới thì làm gì mà có trở đi, chơi có kiểu mà trở đi trở lại nữa quý vị. Cho nên là gọi niết bàn tạm thời là không đúng nha. Nhưng mà nếu mà nó gọi là cái gọi là cái giải thoát á, không, cái trải nghiệm mà về cái sự giải thoát khỏi phiền não tạm thời thì có. Mà bài trước sư đã nói với vị đó, có bốn cái sự, có bốn cái sự mà gọi là thanh tịnh đó. Đó. Có nghĩa là do đầu tiên là mình thực hành về thiền chỉ nè, thì samatha đó. Đó. Thì khi mình đè nén phiền não thì tạm trong thời gian đó đó, trong thời gian đó đó, mình tạm thời mình thoát khỏi năm cái chuyện cái, thì cái đó gọi là giải thoát tạm thời thì đúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái từ mà gọi là niết bàn tạm thời thì cái này không đúng thưa quý vị. Cho nên quý vị phải lưu ý giùm sư cái khái niệm niết bàn này nha, để khi mà mình nắm được niết bàn là cái gì thì mình sư nói thẳng xin thưa nghe, sư nói dùng cái từ mà nó hơi dân giả cho mình hiểu, để mình không bị sổ mũi thưa quý vị. Sổ mũi dắt đi á. Như vậy, tại vì mình sổ mũi, mình nếu mà bậc đạo sĩ, bậc đạo sư á, mà họ không có nói là đúng theo lời Đức Phật á, mà phỉ báng nữa Đức Phật, họ nói theo tư kiến nữa, thì xin thưa quý vị, giống như là họ sổ mũi mình, cái sổ mũi này á, theo mũi là sao? Họ sổ mũi mình á, khiến cho mình đau khổ ngay trong kiếp này nè, và đau khổ trong đời đời kiếp kiếp trong luân hồi luôn. Bởi vì sư tôi dùng cái từ gọi sổ mũi mình là gì đó. Cho nên là cái niết bàn á, khi mà định nghĩa niết bàn quý vị phải nắm rõ xin nha. Đó như vậy. Ờ, ở đây là có một câu hỏi như vậy, trong chú giải có câu hỏi như vậy. Vì sao niệm có bốn như vậy Đức Phật lại nói đây là con đường độc nhất thanh tịnh? Đó là câu hỏi như vậy. Thì xin thưa quý vị, đáp án là sao? Là dù niệm có nhiều đi chăng nữa cũng dẫn tới nơi duy nhất là niết bàn. Nên con đường này là con đường duy nhất, con đường duy nhất này có 7 đặc điểm. Hay là nói đúng là cái khi thực hành chúng ta thực hành tứ niệm xứ thưa quý vị, thì có 7 cái đặc điểm này như vậy nè. Đó. Hay là 7 cái lợi ích nè, nó đúng hơn 7 lợi ích. Đó, quý vị nhớ giúp sư nha. Lợi ích thứ nhất là gì? Thanh tịnh. À, lợi ích thứ hai là vượt khỏi sầu. Thứ ba, lợi ích thứ ba là vượt khỏi bi. Thứ tư là diệt trừ khổ. Thứ năm là diệt trừ u. Có nghĩa là thứ tư năm là diệt trừ khổ thân, khổ tâm đó. Cái thứ sáu là thành tựu chánh trí. Cái thứ bảy là chứng ngộ niết bàn. Thì may này, thí dụ mà chúng ta học xong bài kinh tứ niệm xứ này nè, hay là chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta tham gia những khóa thiền đó, thì may này có người hỏi mình, ủa bạn thực hành cái thương pháp mà thiền Vipassana hay tứ niệm xứ hay thiền minh sát tuệ đó, thiền tường tuệ thì có lợi ích gì, thì mình nói giúp, mình phải nói được giúp cho sư 7 cái lợi ích này nha. Mà sư nhắc lại, thứ nhất là mình nói thì thực hành Vipassana là hay thực hành tứ niệm xứ là có lợi ích, cho nên thứ nhất là cho cái thanh, mình đạt được thanh tịnh nè. Thứ hai là mình vượt khỏi sầu nè. Thứ ba là vượt khỏi bi nè. Thứ tư là mình diệt trừ khổ thân nè. Thứ năm là mình diệt trừ khổ tâm nè. Cái thứ sáu là thành tựu chánh trí nè. Cái thứ bảy là mình chứng ngộ niết bàn nè. Đó, mình giải thích cho người ta hiểu đó, cái lợi ích mà tôi khi mà bản thân tôi tham gia các khóa thiền tứ niệm xứ là như vậy đó. Cái lợi ích mang đến như vậy đó. Còn nếu mà bạn thấy được cái lợi ích này nè, còn muốn tham gia đó, tham gia thì sẽ được 7 cái lợi ích đó như vậy. Có một cái điểm này quý vị phải lưu ý đó nha. Con đường tứ niệm xứ này là con đường hiệp thế, không phải con đường siêu thế, nhưng mà con đường hiệp thế này dẫn đến chứng đắc siêu thế. Đó là một cái điểm đó để mình hiểu rõ được. Đây là chính kiến đó. Thời điểm này mình nắm được mấy cái niết bàn mình sẽ nói là đây mình đang vun bồi chính kiến đó. Thì sau này những cái vị mình đang hội học đây nè. Thậm chí những vị đang học trực tiếp đang học livestream luôn. Đó, mình là chư thiên thì mình là chư thiên, mà là chư thiên gì? Chư thiên có chính kiến. Mình lỡ lội lội như mình lỡ ham chơi thưa vị. Thì nhấn mạnh nha, mình lỡ ham chơi thì mình thấy tuổi thọ của mình nó giảm thì mình cũng kịp xuống mình xin Đức Phật cái đề mục, và Đức Phật kịp thời chỉ dạy cho mình để mình chứng đắc đạo quả, mình thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn mà là mình chư thiên tà kiến, mình ham chơi là thua. Sư ví dụ cái này là không phải sư nói mà không có dẫn chứng đâu nghe. Nếu ở đây có những vị mà đã học đọc bài kinh Niết Bàn Niết Bàn mới thấy có một tình tiết là đọc mới rợn người như vậy, là nếu quý vị đọc kinh Niết Bàn Niết Bàn quý vị mới thấy như nào. Là khi mà Đức Thế Tôn mà ngài gần nhập Niết Bàn thưa quý vị, thì có rất là nhiều chư thiên xuống đảnh lễ ngài mà khóc lóc ỉ ôi này nọ, khóc lóc ỉ ôi các kiểu này nọ, là đại lão sư Thế Tôn nhập Niết Bàn sớm như vậy này nọ, con chưa kịp học này nọ cái gì. Thì cái sự kiện này xảy ra là sao? Là do một số chư thiên này ham chơi thưa quý vị. Quý vị biết á, là giống là trong chú giải có nói là gì, nói nôm na nghe, là một ngày ở trên cõi đau lợi đi, ví như là 100 đến 200 năm ở cõi mình, thì sư ví dụ giống như vậy nè, như là có bị chư thiên A đi, bị chư thiên B đi, bị chư thiên B mới nói gì thì bị chư thiên A vậy nè. Bạn tôi nói bạn nghe nè,
là tôi được biết là có một vị Phật toàn giác đang đắc đạo ở dưới trần gian đó. Bây giờ bạn tranh thủ thì đừng có chơi nữa, đi xuống với đi xuống với tôi, đi xuống với tôi nghe lời của nghe lời dạy của ngài để mình thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chứ thật sự hứa hưởng hưởng ở trên đây không bền đâu, hưởng đây tới hồi mình tới tuổi thọ mình cũng chết à, thậm chí mình xuống địa ngục nữa. Thì đại loại như cái vị chư thiên kia mới nói là đại loại nói gì đó. Nó ừ thôi thôi để chút xíu đi, để tôi chơi chút xíu nữa, tôi chơi hết cái ván này hiểu không, tôi chơi hết ván này đi, hay là tôi đi uống hết ly này đó, đó rồi từ đó tôi xuống liền, bãi xuống trước đi. Chính vì cái sự ham chơi thôi, vì biết mà một 200 năm ở 200 năm ở còn có người đôi khi bằng một ngày ở trên chảnh, chỉ vì ham chơi giống như là thay vì trong vòng buổi sáng đó đi đi xuống gặp Đức Phật đó là xong rồi. Nhưng mà không, cứ chơi 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 bời như vậy rồi tới chừng chưa 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 ở trên cổ trời mà đi xuống gần Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên cuối cùng quý vị thấy kết quả là sao? Khóc lóc ỉ ôi, lúc đó là giờ Thế Tôn nhập Niết Bàn bây giờ làm sao giờ đó. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm đó nha, cho nên là có chánh kiến rất là quan trọng. Khi mới bị có chánh kiến thì bị nghe nghe bị Phật toàn giác là bị xuống liền, không ham chơi, đúng không? Ngay cả chúng ta đang học đây nè, và chúng ta trong tương lai chúng ta nghe nói à có bị Phật toàn giác vừa đắc cái là mình rủ rê nhau à. Thí dụ mình rủ mình rủ bạn bè thân hữu mình chư thiên đó, đúng, là đi xuống liền à, nghe đi xuống liền à, tại nó không có dễ vui. Còn nếu mà mình mà không học Phật pháp thưa vị, mình nghe Đức Phật mình cũng biết đó, biết sơ sơ đó, nhưng mà mình không có tha thiết lắm, mình nói ờ thôi đi xuống trước đi, từ từ tôi xuống, và từ từ xuống là xong đó. Cho nên là quý vị biết ha, quý vị mình phải lưu tâm cái vấn đề này, vấn đề mà học học pháp Phật pháp và phục bồi chánh kiến cực kỳ quan trọng là như vậy thưa vị. Và cuối cùng là đó là bốn niệm xứ đó. Cái cuối cùng là bốn niệm xứ là cái gì à, thì trong chú giải nó ngắn gọn vậy thôi. Bốn niệm xứ mà dịch ra là Satipatthana là có ba ý nghĩa. Nhớ giúp sư ba ý nghĩa này. Ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là gì? Là nơi trú của niệm. Đôi khi nơi trú không vẫn bị mất đi, nhưng nhớ một điều gì sau đó quên mất thì gọi là thất niệm. Thứ hai là thiết lập niệm. Đôi khi là sự ghi nhớ không mạnh bị xáo trộn. Thứ ba là nơi niệm vững vàng, là đối với thiền chỉ niệm chìm sâu trong cảnh chế định, hành giả được sơ nhị tam tứ thiền. Đối với thiền quán thì niệm chìm sâu trong cảnh chân đế, thấy được ba đặc tướng vô thường, khổ não, vô ngã, vì vững mạnh nên hướng tâm đến chúng sinh an tịnh niết bàn. Thì khi mà nói về Satipatthana với ba ý nghĩa này như vậy thưa quý vị, thì cái nghĩa mà cao thượng á, Satipatthana là ý nghĩa niệm xứ á, bốn niệm xứ á, đây là hiểu chúng ta hiểu thường nghĩa thứ ba nha. Đó thì thứ ba là sao? Là nơi niệm vững vàng, tức là khi mà chúng ta thực hành thiền chỉ á, chìm sâu trong cảnh chế định, hành giả chứng được sơ thiền, tâm thiền, nhị thiền, tứ thiền, rồi sau đó chúng ta xả ra, đúng không? Chúng ta thực hành thiền quán, đúng không? Thành thiền quán để mục đích gì? Để thấy được chân đế, tức là thấy được tam tướng thì bị là vô thường, khổ não, vô ngã đó. Đó thì khi mà chúng ta thấy được vô thường, khổ não, vô ngã như vậy, rõ ràng như vậy đó, thì khi mà đủ mạnh vững mạnh thì sẽ hướng chúng ta đến cái sự an tịnh niết bàn, không? Để chúng ta vượt khỏi sinh tử luân hồi ha. Ví dụ một cái ví dụ này rất là hay thưa quý vị, của ngài Lady Sayadaw, để cho quý vị hiểu là cái tầm quan trọng của cái thực hành thứ niệm xứ là như vậy nè. Tại vì có nhiều người hỏi nói là tôi thực hành thứ niệm xứ nhưng mà cái lợi ích nó mang lại ngay trong hiện tại nó không có nhiều, không? Nó có gì rõ ràng không? Thì ngài ví dụ như vậy nè, là giống như một con sư tử mà trưởng thành đó, sư tử chúa đó, có khả năng là tiêu diệt cọp beo. Nhưng nếu đây là cái con sư tử mà sơ sinh đó, thì vẫn bị các con vật khác tấn công. Thì cũng như vậy, mặc dù khi mình thực hành tứ niệm xứ, cái niệm mình đó, cái niệm của mình đó, nó còn yếu, đúng không? Nó còn yếu thiệt, dễ bị phiền não xâm chiếm. Nhưng mà khi mà cái niệm này nè, mình thực hành dần dà qua từng giai đoạn đó, nó đủ mạnh rồi thưa quý vị, thì nó giúp cho mình là có thể sát trừ phiền não, không cho phiền não sinh khởi. Đây là một điểm rất quan trọng, vì hành giả khi thực hiện pháp này rồi, dù có lúc cái lơ đãng cái phiền não thì cũng không thể sanh lên cho vị ấy. Thì cái lơ đãng mà nãy sư nhấn mạnh cho vị đó, cái lơ đãng là gì? Cái lơ đãng là cái câu chuyện mà chư thiên đó, sư nãy ví dụ cho vị đó. Thì mình thực hành cái niệm xứ này nè rất là quan trọng. Mình có chánh kiến thì may này á, mình sinh ra thời nào cũng vậy, mình sinh là loài người, mình sinh là con người hay là chư thiên hay là phạm thiên cũng vậy. Khi mà mình chỉ cần mình nghe đến là Đức Phật thôi, không? Mình nghe đến phương pháp thực tứ niệm xứ thôi là mình tha thiết mình đến mình gặp quý ngài liền à, chứ mình không có trễ nải đó. Cho nên là cái việc thực hành tinh thần mà gọi là tứ niệm xứ nó quan trọng, nó quan trọng đến như vậy thưa quý vị. Và cuối cùng á, Đức Phật nói là
đây này các tỳ kheo, đây là bốn niệm xứ như vậy. Thì cái tỳ kheo á, sư sẽ giải thích trong từ tỳ kheo này cho quý vị hiểu rõ ha, rồi mình để mình kết thúc cái bài ở đây. Thì tỳ kheo á, tỳ kheo thì vậy có nhiều nghĩa. Quý vị có thể nói như vậy, ủa sư tỳ kheo con không biết mà giải thích làm chi, đúng không? Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu mình hiểu như vậy là mình hiểu không đúng thôi. Tại vì ý nghĩa tỳ kheo á, nó tùy theo ngữ cảnh. Giống như tỳ kheo á, trong văn phạm Pali á, trong tinh thần văn phạm Pali á, thì tỳ kheo nghĩa là sao? Nghĩa là bậc có thói quen thường đi khất thực, nuôi mạng chân chánh thì gọi là tỳ kheo. Hay là bậc thấy rõ sự tai họa của vòng sinh tử luân hồi gọi là tỳ kheo. Đó là trong tinh thần kinh tạng nha. Chính thưa quý vị là trong tinh thần văn phạm Pali. Còn cái tỳ kheo ở trong mà Đức Phật nói là các tỳ kheo ở trong tinh thần tiên xứ này nè, nó đặc biệt hơn là gì? Là cái vị hành giả nào á, cái vị hành giả nào mà thực hành tinh thần tiên xứ á, thì người đó là gọi là có tinh thần của vị tỳ kheo. Quý vị thấy tự hào chưa? Thấy tự hào chưa? Cho nên là nếu mà mình thực hành tứ niệm xứ, mình có thể là người cư sĩ nam, cư sĩ nữ, không có thể là sa di hoặc là tân tỳ kheo mới tu đó, thì trong thi khi mình thực hành tứ niệm xứ như vậy, mình được các nhà chú giải sư, ngày Bố Thí Cô Xá, ngày chú giải, ngày nói là gì, là mình đang có tinh thần của vị tỳ kheo. Vị hiểu rõ chưa? Nó rất là cao thượng, rất tự hào. Mà cái này trong dòng thiền Genka, ông Genka cũng nhấn mạnh như vậy, giống như để khuyến khích quý vị thôi, quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà được người thực hành tứ niệm xứ là người mà có cái tinh thần mong muốn thoát khỏi các phiền não tham sân si, mà có cái tinh thần thực hành bát chánh đạo, có tinh thần thoát khỏi tử luân hồi. Cho nên như vậy là, cho nên á, cái nghĩa mà tỳ kheo á, ở trong bài kinh tứ niệm xứ này nè, là dành cho những hành giả thực hành tứ niệm xứ. Đó, cho nên là đây là một cái điều mà tự hào cho quý vị nha, khi mà một người nào đó thực hành tứ niệm xứ. Chứ mình không nghĩ là, mình đừng nghĩ đơn giản là cái bài này, bạch sư, cái bài này con thấy là Đức Phật nói tỳ kheo chắc dành cho tỳ kheo mà, chứ đâu phải cho hàng cận sĩ nam sĩ nữ đâu. Mình hiểu gì là không phải thưa quý vị. Đó, bây giờ quý vị thấy khi Phật ngôn giảng giải nó thầm thâm vi diệu, nó cao xa chưa? Đó, chứ mình không hiểu, mình nói là cái này bài kinh này dạy cho tỳ kheo, mình không dạy cho cư sĩ, dạy cho cư sĩ đâu, bạch sư. Đâu phải. Người nào thực hành tứ niệm xứ, thực hành thiền tuệ, thực hành Vipassana, người đó có tinh thần và xứng đáng được gọi là tỳ kheo. Vị hiểu rõ chưa? Rồi cái chia sẻ pháp hôm nay cũng hợp lẽ ha. Bởi vì còn mong là chúc cho quý vị, thứ nhất á, cái điều quan trọng nhất là sư chúc cho quý vị á, là hiểu được Phật ngôn á, diễn giải một cách đúng đắn. Và nhất á, là dựa trên tinh thần tứ niệm xứ á, thì chúc quý vị đạt được 7 cái điều an lạc tối thượng. Mà trong bài kinh tứ niệm xứ đó là gì? Thứ nhất là đạt được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, không? Diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Phatusapa mangalang ratkantusapa devata sapa buddha sapa dhamma sapa sangha nasada sothi vagwantute, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Do phần phước báo chia sẻ pháp cũng như học pháp ở ngôi chùa An Lạc trong ngày hôm nay, chúng tôi xin hồi hướng đến vua trời đế thích tứ đại thiên vương, chư diêm vương, và đặc biệt là các vị chư thiên ngụ tại ngôi chùa An Lạc, các vị chư thiên ngụ tại tư gia của các gia đình, các vị học viên ở lớp học cũng như là online, ngưỡng mong cho các vị hãy tự hỷ hoan hỷ phước báo này và hộ trì cho hàng tứ chúng cận sĩ nam, cận sĩ nữ, tỳ kheo, tỳ kheo ni đạt được sự tấn hóa, sự an lạc, sự bình an lâu dài như trong đời này và những đời sau. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mại Giá, Nam mô Sang Khai Giá.